綺麗ですね。Chào buổi sáng mọi người. Cái lịch trình hôm nay của mình đi rất là nhiều nơi, cho nên trước khi đi mình làm đồ ăn sáng trước. Hôm nay mình sẽ ăn bánh mì sandwich với lại trứng ướp la và thịt xông khói. Làm trứng ướp la, mình chọn loại thịt xông khói như thế này dễ đặt lên chiếc bánh mì. Cái này mình có thể để nguyên như vậy ăn cũng được, nhưng mình thì không ăn được cho nên mình sẽ rán sơ qua, rán đều hoa mực. Để từng miếng thịt lên miếng bánh đã nướng. Trong miếng thịt nó béo ngậy luôn mọi người ạ. Thêm tương ớt lên trên. Để trứng ướp la lên. Đây là lọ muối ớt mình nhận được từ một người đồng nghiệp Nhật, đặc sản của vùng Okinawa. Đây là một trong 10 lọ muối trong một hộp mà mình nhận được. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lọ muối này. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra. Một lọ muối rất là xinh, không nỡ ăn luôn á mọi người. Cứng quá trời cứng luôn à, cuối cùng cũng mở ra được rồi nha. Bây giờ sẽ rắc một xíu lên quả trứng gà à, thôi chết rồi, chắc là mặn lắm đây. Tiếp theo mình sẽ rắc một xíu tiêu lên trên. Bữa sáng bánh mì ốp la và thịt xông khói. Hôm nay mình sẽ dùng loại Nescafe của Nhật. Vì không có thời gian để pha cà phê phin cho nên mình sẽ dùng cái loại cà phê này. Sau một thời gian dài mình đã quen uống cà phê của Việt Nam. Cùng là cà phê nhưng vì mình đã quen với lại cái vị của cà phê Việt Nam. Hôm nay mình sẽ thử pha cà phê theo cách mới. Cho dù là trời nóng hay là trời lạnh đi chăng nữa thì mình quen với lại cái việc uống cà phê có nước đá. Mình sẽ sử dụng cái loại đá có hình viên tròn như thế này làm nước đá. Mình sẽ cho khoảng 400ml sữa đặc, khoảng 60ml sữa tươi, cho đá viên vào. Gọi là cà phê sữa lắc. Lắc vào ly. Rót cà phê đã pha sẵn vào. Mình đã sử dụng khoảng 200g cà phê. Đã xong một ly cà phê sữa lắc rồi này. Bữa sáng hôm nay của mình gồm có bánh mì sandwich, trứng ướp la và cà phê. Đây là loại muối mà mình đã sử dụng lúc nãy. Một hộp này gồm có 10 loại muối. Bây giờ mình sẽ mở ra xem có những loại muối nào. Đây, trông nó như thế này. Đầu tiên là muối ớt tiêu đảo. Là cái loại mình đã sử dụng lúc nãy.
chín loại còn lại là muối dăm bụt, muối nghệ, muối thanh long, muối mút đắng, muối thông đu đủ. Muối khoai lang, muối shikuasa, muối mozuku và muối pipas. Muối pipas là muối gì mình cũng không rõ nữa. Mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhé. Trứng ướp la được nấu một cách hoàn hảo. Mình đang suy nghĩ đến việc mở quán ăn, không biết là có thực hiện được hay không nữa. Bây giờ tiền còn không có, lấy đâu ra việc mở quán ăn? Thôi cứ mơ đi vậy. Vì đâu có ai bắt mình trả tiền cho ước mơ đâu. Cho nên sống là phải có ước mơ và có mục tiêu. Còn thực hiện được hay không, đó là việc của tương lai. Làm người nhất định cần phải có ước mơ. Vì ước mơ giúp chúng ta có thêm ý chí, động lực phấn đấu, tìm được giá trị của bản thân mình. Ước mơ không phải là việc gì đó cao siêu, mà là khi chúng ta đạt được một vật gì đó, được làm nghề gì đó, hoặc là trở thành một người như thế nào đó. Khi mỗi người có ước mơ, họ trở nên tốt đẹp hơn, đề cao tầm quan trọng của ước mơ trong cuộc sống của con người. Khi chúng ta theo đuổi ước mơ, chúng ta sẽ rèn luyện được những đức tính quý báu như là tính kiên trì này, nhẫn nại và chăm chỉ. Trên con đường thực hiện ước mơ, chúng ta có thể gặp những khó khăn hoặc là thử thách. Tuy nhiên, khi chúng ta vượt qua được thử thách đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ có thêm những bài học quý giá để mà hoàn thiện bản thân mình. Có ai thành công mà không có ước mơ đâu chứ? Mục tiêu nhỏ nhoi của mình đó là ngày hôm nay phải uống xong 3 viên thuốc. Thuốc giúp tăng cường sức khỏe thôi chứ không phải là thuốc bệnh gì đâu nha. Mình rất ghét uống thuốc và mình cũng sợ bệnh nữa. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài. Cái bộ đồ này có vẻ hợp với bầu không khí của ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Cũng lâu rồi mình chưa đến những nơi như là trung tâm thương mại. Bộ đồ này trông có vẻ cổ điển nhỉ. Cái bộ đồ này mình đã mua ở Việt Nam mang qua đây. Nó vừa vặn với cơ thể của mình luôn. Bây giờ mình sẽ đi với anh bạn người Nhật của mình. Con đường mình đang đi vào thuộc thành phố Kishiwada của tỉnh Osaka. Cái con đường này hàng năm vào tháng 9 sẽ có lễ hội Danziri được tổ chức. Đây là thành Kishiwadazo. Bây giờ là tháng 11, mùa thu ở Nhật Bản. Hầu hết những lá cây ở đây đều chuyển sang màu đỏ. Đây là lần đầu tiên mình tới đây. Chỗ mình đang đứng là cửa chính, lối đi vào phía trong thành. Bây giờ hãy cùng mình đi vào trong để tham quan nhé. Lâu đài Kishiwada là một lâu đài của Nhật Bản, nằm ở Kishikicho, thành phố Kishiwada của Osaka. Hay còn có tên gọi khác là Chikirizo.
khu vườn bao quanh chính được chỉ định là danh lam thắng cảnh của quốc gia. Và là tàn tích lâu đài được chỉ định là di tích lịch sử của tỉnh Osaka. ここは入ったらダメです。八神の庭と言いまして、日本庭園の一種かな。Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong để mua vé. Mình đang đứng đợi bạn mua vé để đi vào. Hai vé người lớn, mỗi vé là 300 yên, khoảng 60.000 Việt Nam đồng. Đây là các tranh ảnh và thông tin thời chiến tranh. Ở phía ngoài hành lang có chiếu phim tài liệu của thời phong kiến. Chỗ mình đang đứng là tầng cao nhất của tòa thành. Hi. Tien-chan, mitemasu. どこどこ？あ、本当だ。なんかねえ、神社のなんか七五三のお参りとかそんなんかな？いや、多分日本人っぽいけどな。Đứng trên này mình có thể ngắm trọn vẹn thành phố Osaka. Chúng ta có thể quan sát thành phố từ xa bằng kính viễn vọng. Đứng trên này mà ngắm thành phố về đêm chắc là đẹp lắm luôn mọi người. Tien chan mo mabushi. Mabushi yo. Nắng chói quá luôn. Phía trước cổng có một quán cà phê. Bây giờ mình sẽ đi vào đây. Chỗ này dùng cho các du khách dùng chân, mua quà lưu niệm và uống nước. Mình đang đợi order cà phê. Dường như hai ly cà phê của mình đã làm xong rồi. Đây là không gian phía bên trong của quán cà phê. Bây giờ còn thưởng thức cà phê nào? Tìm chỗ ngồi. Chỗ này có vẻ lý tưởng vì có cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Mời mọi người uống cà phê nhé. Trước khi đi về, mình muốn tham khảo một chút về các danh lam thắng cảnh của Osaka.
Ở đây có cái chùa Kumeda mà mình đã từng quay trong cái video lần trước của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau của mình nhé.